là đặc biệt của nhà Taylor Muller các bạn ha. Chai nước hoa Ariel Men, nếu mà dòng Ariel của nữ chúng ta gặp rất là nhiều, cho nên là chai nước hoa dòng Ariel đầu tiên của nam mình được cầm trên tay. Trước hết mình sẽ quay cho các bạn tổng thể chai nước hoa ha. Phía mặt trước là tên nước chai của nước hoa Ariel Men. Cái hộp in đỏ các bạn ha, xà và sẽ thấy đường vân nổi lên của chữ Ariel, chữ Men. Chữ Men thì là không nổi nhiều nhưng chữ Ariel nổi rất nhiều. Đó, chữ Muller cũng vậy. Và các thông số của nó, đây là dòng ong toilet 100ml. Rồi bên hông của nó các bạn nhé, còn bên C đây phía sau lưng. Như hình vẽ của, như hình chụp của chai nước hoa này thì mình thấy nó khá là giống chai nước hoa của nữ. Thì chai nước hoa của nữ thì mình không có ở đây, nhưng mà mình đã bán rất là nhiều cái dòng này rồi thì mình thấy là cái hình cái chai này tương đối giống của nữ các bạn nhé. Đây, đây là tổng số của nó các bạn ha. Phía sau lưng là mã vạch của chai nước hoa. Đây. Đó, các bạn ha. Đó, mã vạch của nó các bạn nhé. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành mở chai nước hoa các bạn nha. Đây, phía trên. Phía trên là nó có một cái tem của nhà Muller đó các bạn. Ta sẽ mở cái nước hoa này ra. Lần đầu tiên được ăn bát chai nước hoa Ariel Men của nhà Muller. Sáng xíu các bạn thôi. Đó, đó là con vân của nó các bạn nhé. Các vân trên chai nước hoa các bạn ha. Trên nắp chai ha, mình sẽ mở. Rồi. Rồi các bạn thấy không ạ? Phía bên trong là các thông tin của chai nước hoa các bạn ha. Hiệu của chai nước hoa. Rồi sẽ mở ra. Đây là cách hướng dẫn sử dụng rồi ha. Wow. Đây là cái gì ta? Lần đầu tiên được thấy. Ồ. Các bạn, sách hướng dẫn sử dụng giống như điện thoại. Ta hướng dẫn sử dụng của Ariel Men ha, cái này giống như cái của điện thoại gì đó. Rồi mình sẽ bỏ ra một bên các bạn ha, cái hộp của nó đây. Nó mở hơi xấu, nó bị chảy ra một chút xíu, không sao. Đây, đây là chai nước hoa Ariel Men. Tổng thể nó rất là giống chai nước hoa của nữ các bạn ha, nhưng nó làm một khác chút xíu ở cái đắp này. Cái chai của nữ thì làm giống kiểu vương miệng ha. Còn có chai của nam thì nó sẽ làm theo kiểu vuông vức như vậy. Cho bạn xem. Góc quay này nó hơi tốn các bạn nhé. Đây tổng thể chai nước hoa các bạn ha. Mình sẽ mở cái đèn cho nó sáng chút xíu, rồi mình để cho nó vào đây. Rồi các bạn ha, logo của hãng bên hông mặt trước.
mắt sáng của nó ở đây nó hơi kém, các bạn nhìn không rõ ha. Mình sẽ xịt thử nha các bạn. Đây các bạn này, xịt tay ha. Một mùi hương rất là lạ. Các bạn chờ mình để coi cái thông số của chai nước hoa này. Chai nước hoa Mulala này, Ireland, theo thông số của nhà sản xuất thì nó thuộc dòng nước hoa hương gỗ phương Đông. Và khi mình xịt thì đúng là mình có ngửi thêm một số cái mùi cái nước hương gỗ các bạn ha. Có nước hương gỗ trong này. Mùi rất là thơm các bạn. Ở đây á thì hương đầu nó sẽ là gỗ bích, thì là ta, tiêu hồi hương, hoa cải, bao ải hương, quả chanh vàng, cây bạc hà và cỏ xạ hương. Hương giữa thì là gia thuộc, gỗ Kashmir, hoa mộc tê và hoa phong nữ là tiêu. Và hương cuối cùng là hổ phách, hương Kashmiran và hương vani. Đúng là nữa. Khi mới xịt ra thì nó khá nhiều hương gỗ các bạn. Rất là thơm. Và các bạn cũng biết được rằng là dòng Mueller này, tất cả các dòng nước hoa của nhà Thierry Mueller đều không giống bất kỳ một chai nước hoa nào trên thị trường. Nó rất là thơm các bạn nhé. Đây, cho các bạn coi một vòng nữa ha. Cái mùi này các bạn có thể dùng vào tất cả các buổi trong ngày được các bạn. Nó không quá nồng, không quá gắt. Là mình làm dân văn phòng, mình đi làm cũng được, tối mình đi cà phê cà phá với bạn bè cũng được. Nhưng mà cái độ tuổi của nó thì cái này là các bạn phải trên 25 tuổi nha. Thì mình nghĩ nó vừa gần 30 tuổi trở lên thì sản nó sẽ hợp hơn là các bạn trẻ. Vì cái mùa này nó hơi đứng chứ nó không có trẻ trung năng động các bạn nhé. Dài xài văn phòng rất là tốt. Chai nước hoa để trưng tủ rất là đẹp các bạn ha. Phong cách lạ. Rồi. Mùi rất đặc trưng, không giống bất kỳ mùi nước hoa nào. Giống như kiểu quốc dân như là Chanel Blue hay là Sauvage, Dior Sauvage, hay là những hãng như là Điền Di, Lai Lung chẳng hạn đó. Thì cái này xài rất là khác biệt. Thậm chí một số bạn có thể đi bar, đi quẩy cũng được. Để mùi nó rất là lạ các bạn nhé. Rồi, để các bạn xem thiết kế khẩu trang này. Đó, rất là đẹp các bạn này. Vát cắt thủy tinh rất là sắc sảo. Đó, này các bạn không phải đứng cắt này. Đó, mùi rất là tỏa nha các bạn nhé. Mình ngồi cách đây khoảng 1 mét này. Và chai nước hoa mình mới xịt vào tay chút xíu thôi bạn ha, đóng tỏa mùi đến nên mình vẫn có thể ngửi được mùi của nó rồi. Đấy. Này bạn ha, làm rất là chỉnh chu. Rồi đó, từ từ cái chỗ xịt nó có logo của hãng Mueller nữa các bạn ha, hình màu sao lòng cánh nha. Rồi mình sẽ kết thúc video đây các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ Zalo của mình có để trên hình, hoặc là số 0984078886. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.